Các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình tên là Nghĩa. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với Destiny. Và đây là cái tập tiếp theo, tập 4. Có thể nói tập 4 nhưng mà tuần trước mình đã để ending rồi. Nhưng mà nó vẫn cái nội dung nó vẫn là tiếp tục so với cái tập trước đó. Và đây là cái DLC tiếp theo của Destiny. Đó chính là DLC đầu tiên, The Dark Below, bóng tối ở phía dưới. Có thể nói là vậy, nhưng mà mình nếu mà mình để trên tiêu đề thì mình vẫn để là tập 1 của cái DLC đầu tiên. Tại thường là mình sẽ chia DLC ra với game gốc ra khác nhau với nhau. Cho nên các bạn có thể nghĩ là một cái tập mới, hoặc đồng thời cũng có thể là tập tiếp theo của Destiny. Tại vì nó nội dung nó nối tiếp nhau thôi. Thì chúng ta sẽ tiếp tục với nhiệm vụ tiếp theo của Destiny, The Sword of Crota, thanh kiếm của Crota. Vâng, và có một đứa làm mất thanh kiếm và chúng ta phải đi tìm thanh kiếm lại và đảm bảo rằng nó không bị ai khác sử dụng nữa. Với mục đích xấu. Yeah, đáp cái nhẹ rồi chúng ta sẽ đi. Nhìn cũng ngầu phết đó nha. Đáp với mặt trăng. Nhìn ngầu chứ. Ok, đi. Tắt bả luôn rồi. Cái game này nó có khá nhiều cái điều động tác mà nó đặt tên nghe cũng bựa đời lắm, mà trong khi thực chất nó là đáp hay cái gì đó. Giống như cái điều nhảy Hotline Bling thì cũng vậy. Mà nó đâu có để là Hotline Bling đâu. Nó để là chỉ đơn thuần là một cái điều nhảy lạ, Strange Dance. Công nhận nó đặt tên mới đây, chứ để Hotline Bling vô thì lại bị ơi hết hồn. Mấy em nó nhảy xuống dưới luôn rồi. Nó nổ bà luôn rồi. Chứ không mà nãy mình còn không nhảy ra kịp là mình rớt xuống dưới luôn rồi. Hell's Mouth. Cửa miệng địa ngục. Swarm Springs. Ok, đứa nào đặt tên hoàng tử mà tục vậy. Lần này mình đổi bộ đồ mình sang màu đỏ luôn rồi. Nhìn cho nó ngầu tí, cool tí, lát vô nói chuyện với mấy đám kia đúng không? Kiểu mấy lần trước mình mặc cái bộ mấy tập trước mình mặc cái bộ kia nhìn nó cũng ngầu phết ra rồi, nhưng mà hiện tại mình có hai bộ này thôi, nhưng một set nhìn cho nó cool tí. Face the Swarm Ring, chúng ta phải đối mặt với hoàng tử Swarm, đặt tên của bữa đời vậy. Các bạn nên để ý là mỗi lần trên một khu vực nhất định sẽ có những cái kẻ thù nhất định khác nhau. Như trái đất thì chúng ta có The Fallen rồi, còn trên mặt trăng thì chúng ta có The Hive, rồi sao hỏa chúng ta có Cable. Nói chung tùy khu vực thôi. Oh Prince, ghê vậy bố. Ace Combat 12456 is near, vậy là Killian Z is near. Có ai đó đang gần tụi người chơi á. Chúng ta phải truy tìm thanh kiếm mới được. Chúng ta Rota ngủ và cho Rota làm mất thanh kiếm và chúng ta phải đi tìm, hay lắm. Và có lẽ đây là một cái hành trình mới cho Destiny sau cái cốt truyện kia. Đó là mình hoàn thành cái cốt truyện kia nhanh hơn dự kiến ha, tầm khoảng 3 tập và đã xong. Tại có lẽ mình đánh lẹ hơn bình thường nhiều. Mấy này chắc cũng level 40 hết trơn rồi, chắc đang đi làm vụ gì đó. Oops. Không, mình đang đi làm vụ cốt truyện ở đâu chứ. Rồi. Cái này người ta là kiểu cày cốt truyện xong rồi mới lên này nọ, còn mình là cày xong hết rồi mới lên cốt truyện. Cái đó thì do nó cái này cốt truyện cho nên chắc chỉ mình thấy thôi, còn tụi nó đi cái gì khác rồi. Cho nên tụi nó không có tham gia vào thế giới của mình được. Cho nên nó tắt luôn rồi. Trừ khi mình đi patrol, kiểu như đi là đi patrol là kiểu như là đi thăm roam cho vui thôi. Đi vòng vòng cho vui á thì tụi nó sẽ đi, có thể là đi chung với mình được, còn này là đang nhiệm vụ rồi. Và mình không thích mặt trăng lắm. Khu này nhìn nó cứ sao á. Nhìn giống mấy cái nhà tù. Một nhìn cũng đúng thôi. Một phát văng hết.
mình ghét mấy bọn troll này lắm, như mấy giống mấy con shotgun mình là division này, trời ơi, nó dí mà nhây mà nó dí hoài luôn. Ok vẫn chứ. Woah. Ồ nó có thanh kiếm à. Thanh kiếm à. Cái này là mình nhớ cái Rise of Iron rồi, nó có nguyên cái một cái grill lớn. Là cũng gọi được, nó được gọi là relic. Một bộ vật linh thiêng của chắc là cái DLC này là vật linh thiêng của nó là relic, là cái này. Cái này mấy bạn DLC mình chưa có chơi, mình chơi từ cái bản đâu. The Second King. Nhưng mà cái cây này có vẻ mạnh hơn cái cây không mạnh hơn cái cây của Rise of Iron đâu. Rồi cái nó đạt, nó vô hạn. Còn Rise of Iron là bạn phải vừa đánh mà phải vừa nạp đạn cho nó nha. Bấm R1 để đánh mà cái đánh thường cho nó nha. Đánh thường nó mới nạp đạn, còn kiểu như bấm R2 á là nó chữ mạnh xuống. Cái này giống thích hợp cho Play Dancer nè. Đâm đảo ấy chứ còn gì nữa. Swarm Sprints. Tôi phải giết cái Swarm Sprints. Hoàng tử Swarm. Đặt tên bựa đời thì chứ. Ba con. Mà nãy giờ đâu thấy con nào đâu. Xuống đi em. Với cây này thì bất tử mẹ rồi. Mình là thích cái cây bên Rise of Iron hơn. Nó đánh đã hơn nhiều. Nếu bạn nào có coi qua cái clip thì thấy đánh phạm vi rộng hơn. Whoa, whoa, whoa. Cái con này cũng khả năng nó giống như mình á. Mình mà bật super lên là con này chết chắc. Nhưng mà cầm cái kiếm này quánh thử cho đã cho sướng rồi. Với lại mỗi lần bạn đánh kiếm á là nó sẽ chuyển sang góc nhìn thứ 3. Một phát giăng hết. Nhây nhây nè, mình phải nhây nhây đó. Ui ui. Cái gì đỏ vậy ta. Cái này nó đang búp skill hay gì đó, nó đỏ rồi. Cái chiêu cuối đó, của cái này nó không có lan rộng quá ha. Nó không có lan rộng quá cho nên đánh cũng bình thường. Còn tầm chừng vài ngày nữa mà mình xong cái DLC này rồi, xong có mấy cái DLC sau là sẽ tới DLC Rise of Iron ngay rồi, bạn sẽ thấy sức mạnh nó OB đến cái mức độ nào. Rồi sau cái Rise of Iron thì chúng ta có đi bắt đầu đi Strike. Là trong những một trong những cái hay nhất. Và tới lúc đó mình sẽ giải thích tại sao là Strike nó hay và nó chơi dài lâu được. Mình là không thích xài kiếm như thế này lắm. Một phát trưởng nhăn hết luôn. Nghĩ sao vậy bồ? Nghĩ sao vậy bồ? Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao vậy? Encrypted luôn ghế. The Gay House. Mission complete. Talk to Eris. Eris Mon tại Tower. Sardon commands the hive spawn on Earth. Search the grotto. Chúng ta đi tìm nắm đấm của Crota. Nghe cứ nhờ Crota vậy mà. Đặt bom để sẵn rồi. Và chúng ta đã quay trở lại với trái đất. Và vừa mới về đã quay lại một gặp một đống The Fallen luôn. Đang quấn lộn chung với ai đó không biết nữa. Và đánh các bạn rất là căng. Đánh không chừa ai hết. Không chừa lối đi luôn. Tụi bay quá lộn thì tụi bay có thể chắc nhau ra đấu trường một quốc ngoài đường như thế này là ai mà chịu cho nổi. Tụi ta đang đi làm thi hành công vụ mà. Thế ra tụi đang làm cái giống gì mà đụng phát nó không thèm quan tâm luôn ta. Chúng ta đang đi đúng hướng nè.
lái xe mà chở đi gặp mấy con này cũng hơi phiền thì chứ. Nó ngồi nó chắn đường mà xong ngồi làm báo nghi thức gì đâu không mình cũng không hiểu được. Ồ, đỉnh ta. Ôi, được Grotto. Gì vậy? What the fuck, gặp boss luôn rồi. Chưa vô thấy boss rồi. Còn có bê châu đó, có bê châu đó. No. Ôi, nó chưởng một phát. Con mình ghét với mấy con này luôn á. Tại vì nó chưởng đau lắm. Nó cầm kiếm nó quất cho một phát là mình máu cũng bay gần hết rồi. Nhưng mà nó đâu phải nó quất một lần đâu. Cái này cái gì nữa đây? Cái này mình phải nhận chung với nó. Nhây. Ờ, anh không thấy đường luôn vậy. Anh không thấy mình đây luôn. Ok, ngon xuống đây em. Ngon xuống đây. Ôi, cái gì nữa vậy? Ghét như đồ đang quá lộn mà tìm mấy con quái đứng ở sau lưng quốc á. Ôi, no, này phải chạy thôi. Đông quá. Nó chém mà nó làm cho mình không nhảy được luôn. Còn phải nạp đạn nữa chứ. Hồi máu đi. Chúng ta phải né đạn một hồi thì chúng ta mới hồi máu được. Wow. Kill the Fist of Crow ta. Giết rồi đó. Còn ra nữa không? Now that Sardon has fallen, come see me, there's more to do. The Crest of Crow that disciple will not see until Earth is ready for the Master's return. Ủa gì thôi hả? Ủa nhanh vậy? There's a secret entrance to the War Mine's bunker beneath the Forgotten Shore. Stop the Hive. Thêm cái The War Mine. Có lẽ chúng ta phải giết nó luôn nếu chúng ta tìm ra đồ ốc chiến tranh ha. Mình nói ngay trên trái đất luôn. Fist of Crota đã chết, giờ đã tới một cái khác để giải quyết cái vấn đề của Crota có liên quan tới Erismon. Erismon gì là hình như là anh trai, em trai, ba con hay má gì. Nói chung là có họ hàng chung với thằng Crota. Và giờ thằng Crota thì nó lại bắt đầu ác rồi. Thì bên Erismon cái ông nãy thì ông hay bà cũng không biết. Tên thì nghe giống con trai mà nhìn lại giống con gái. Thì là đưa nhiệm vụ cho mình để mình đi giải quyết mấy thằng này. Sau khi giải quyết xong cái đống kia thì giờ chúng ta lại có Warmind mới. Và để coi tụi nó đâu hết trơn rồi. Chắc phải lên đi hướng trên hay thế nào ta. À đúng rồi, hướng trên. Nó chỉ trên cái tàu. Cán luôn. Captain gì mà một phát chết luôn vậy. Chắc xuống đây à. Dưới đây có cái hầm. Đúng là vậy luôn. Chúng ta đang đi truy tìm tụi này để xem tụi này nó như thế nào. Bunker, đây là một cái bunker, một cái pon. Chắc để đồ hay là chứa gì đó. Find the Warmind, locate the subsequent bunker of the Warmind. Chúng ta tới nè. Tới rồi làm gì nữa. À đây, có cái cổng trời nãy mình không để ý luôn ta. Mình cứ tưởng là cái cục mái gì đó, nhìn nó giống cái cục mái. Mình nhìn kỹ là cái cổng chứ phải cục mái. Nhìn nhiều lúc cũng hơi hiểu lầm thiệt chứ. Cấm spawn luôn, đỉnh gì bộ. Ôi, đông vậy. Đông quá xa là đông. Tết rồi, nghỉ ngơi đi mấy bộ.
Trời. Ra nữa, đâu nhỉ? Ôi. Halloween này. Cái này thì kỳ sĩ Halloween nè. Cho mày đi luôn. Chúng ta tìm thấy Walmart gì nè. Tìm đường đi ra thôi. Chắc không biết có boss hay gì không nữa. Find the controls. Make sure the hive haven't destroyed Rasputin. Ok. Chúng ta phải đảm bảo thôi. Chắc mở cái cổng này đây. Hoặc là sẽ có gì đó tràn ra. Mình nghĩ là gì? Something's wrong. Đúng rồi. Đến bản thân mình còn thấy cái gì đó là lạ. Tụi kia vô thì nó đại đi. Oh shit nè. Cái này là quá cha rồi. Bắt đầu trâu á. Omnigun. À rồi, mình biết cái con này rồi. Omnigun là một trong những cái con mà mình đánh rất là mệt. Và không thích con này tí nào. Đến Nightfall rất nhiều về Omnigun trong cái khoảng tuần thời gian vừa rồi là nguyên một tuần chỉ có đánh Nightfall này, chỉ có Omnigun coi riết chán luôn. Đánh con này riết mà mệt luôn. Mà Nightfall là một trong những cái nhiệm vụ mà nó có thể thay đổi liên tục để cho bạn kiếm đồ á. Chứ nó kêu cho mình đi đánh lính trước rồi xong nó mới lát nữa mới xuất hiện. Ở đây mày. Trốn chỗ đó không có ổn đâu nha bọn. Cửa đóng bả rồi. Red Watcher of Crota, ngầu vậy ba. Giờ mình biết là tụi này có liên quan tới Crota. Mình đánh nó hoài nhưng mà mình lại không nghĩ là nó sẽ có gì đó liên quan tới con Crota kia. Tại vì mình chưa đụng những cốt truyện của cái này. Ồ. Hay lắm mấy đứa. Ra được cái đồng thiệt. Mình không sao. Chúng ta đang vẫn đang là làm chủ tình hình. Và chúng ta cần thêm đạn. Ra đi em, ra đi. Anh để sẵn súng chờ em nè. Gái, ra đi gái. Làm gì? Wow, shit man. Cái đó hơi quá đà đó. Nên lần này mình không nên đứng cái đó. Mời trong Crota, sức mạnh của Crota kỉnh như ba. Tiết kiệm đạn heavy thôi. Ui, biến hết luôn. Sao quá vậy, chúng ta còn chưa đánh con thằng kia nữa mà. Silken Codex. Đạn coi. Well done, Guardian. Rasputin is safe. But Crota's army is more powerful than I thought. We cannot rest. From waking Crota's soul. Okay. Có thể là chúng sẽ đánh thức tâm hồn bóng tối của Crota đó. Cho nên trước sau thì cũng phải cẩn thận. Mission end. Oh, nhanh. Mình cứ tưởng là phải giết cái con kia nữa chứ. Sẽ đánh bại được Crota bằng cách đi tấn công vào cái hồn của Crota, được Crota Soul. Thì có lẽ chúng sẽ đánh ngay điểm yếu của nó luôn. Chúng ta vô cái đền của Crota đây. Temple of Crota nó có nguyên một cái đền luôn hả trời. Đỉnh nhỉ. Riết mà tới quỷ mà nó không hẳn là quỷ nữa nhưng mà nó làm cái giống gì mà để ai cũng ghét mà phải đi đánh hết vậy trời. We hid in the old moon base up ahead, waiting for the right time to strike. We were brave, but we were not ready. Chúng ta đã rất là dũng cảm nhưng mà chúng ta lại không đủ được, không đủ sẵn sàng để có thể đối mặt với những cái đứa này. Và bây giờ chúng ta quá mạnh, quá OP và chúng ta có thể đi đánh nó được rồi. Ủa, hơi quá đà.
Địa điểm này mới đúng nè. Rồi rồi, cái hướng này ra cái cổng mà mấy cái phần tập 1 mà mình quay á. The rocks cracked apart, hide, waiting in ambush. Feels like make it beyond the canyon. The rocks cracked apart. Stay alive. Rồi rồi, thấy nghi nghi rồi. Từ trong vách núi chui ra là thấy ngầu rồi, là thấy ảo diệu rồi. Cái thể loại quái gì mà từ vách núi chui ra hay được vậy? Đúng là cái chuyện ma thuật gì cũng có thể xảy ra. Đó nữa. Nhìn nó không có thực tế vậy lắm ha. Dù thôi mà vốn gì là cái game này đã không thực tế lắm rồi, nhưng mà thôi kệ đi. Càng giải thích thì càng nó càng không thực tế hơn nữa. Ôi, hai con rồi mà. Mình cứ tưởng có là con à. Nhìn hai này giống hai DJ vậy mà. Nhìn cũng cool phết. Vô đợi mọi người vô xong rồi chà đĩa. Con đầu đồng rồi đó. Hai ba em. Ô. Không ngờ mình chọn hụt luôn trời. Ôi trời, hai phát luôn. Nó lại nằm cái khu dưới này nữa ta. Lại có liên quan nằm cái khu dưới này. Những cái gì xấu xa tập trung dưới cái mặt trăng thôi ha. Chú cụi chị Hằng Nga đâu rồi, không tập trung chăm lo các em gì hết. Các em làm mấy chuyện xấu không. Giờ tụi này phải đi dậy xử lý nè. Wow. Mấy chú này được lắm. Đâu rồi. Halloween night gặp nãy giờ mấy lần rồi đó. Chết liền. Ủa, nó né bom mình luôn trời. Không ngờ. Không ngờ tụi bay lầy vậy luôn á. Lúc nào nó cũng né được mà chưa nãy nó chỗ nó né, nó quay người sang nhìn ngầu lắm ba. Nó quay người sang mình cứ tưởng là ồ vô trúng rồi, ai ngờ không trúng gì hết. Ồ, vậy mấy thanh niên đút cái mặt vô bắn không ha. Mình đang bắn bên phải chứ rồi mình sẽ xử lý bên trái sau. Ai ngờ từ mấy thằng bên trái chạy ngang qua đút cái mặt vô hết. Không phải tiện ghê. Lúc mấy đứa này chạy thẳng vô đường đạn luôn. Wow. Có nhiều bạn hôm bữa mình cũng để ý là các bạn có hỏi mình tại sao mình không chơi mấy game kinh dị. Thì cũng có nhưng mà không phải game gì mình cũng quay. Mình sẽ kiếm cái game gì là hay và đáng để quay á thì mình sẽ mua, tại mình sẽ mua cũng khá là mắc tiền. Cho nên không phải game gì cũng đụng vô thích là mua, mà mình không chơi, mình không có hứng cho mình bỏ vô chừng mình thấy tiếc tiền lắm. Cho nên các bạn cũng thông cảm điều đó, tại vì mình cũng không phải thuộc loại kiểu game gì cũng có thể quay được. Thậm chí những từ game mà thời đoạn nào đang rất là hot mà mình thấy không hợp lắm và cái cốt truyện nó cũng không phù hợp với mình á thì mình cũng đang quay video. Như năm ngoái chúng ta có The Last Guardian, mình đâu có quay đâu. Nhưng mà nếu mà nói hay thì game nó hay được đó, nhưng mà nó chỉ là đơn giản là nó không hợp với cái tính cách của mình thôi. Chứ mình cũng không chê nó dở là mình không quay này nọ. Cũng một phần là những game có vài game mình không quay là cũng game cũng hơi dở. Nhưng cũng tùy thôi, tùy theo cái nội dung nó truyền tải như thế nào mà mình sẽ tính toán mình quay hay không, mà mình có mua hay không. Cho nên cũng mong là các bạn thông cảm về điều đó. Chứ game giờ nó cũng đắt đỏ lắm. Mình cũng ráng phải để dành lắm mới dám mua game ấy, kiểu nhiều. Một tháng cũng chắc mua game được 1-2 lần. Đồ ơi, chứ một tháng mua game được 1-2 lần mình đã da mẹ rồi. Ý là một tháng chắc mua game được cao lắm một lần. Thường thì để dành thì 2-3 tháng mua được một game hay. Thì cứ khoảng 2-3 tháng thì sẽ có một game hay, thì cũng không đến nỗi nào để dành. Mỗi ngày để dành thì chút đỉnh thì vẫn có tiền để xài, vẫn có tiền để mua game, để quay. Nó có chuyện nó càng lúc càng khác rồi. Ê. Tụi này nó toàn ba chất nổ trên người không ạ. Ơi, chính sao ra. Nó nổ không à. Mấy con này nó phiền dễ sợ luôn á. Wow.
còn gì để chữa mình vậy? À rồi rồi, mới thấy mấy con này kiểu như những linh hồn lạc lối vậy ha, nhìn nó cứ lù lù đi lại gần thì nó lại nổ đùng một phát, nhìn tởm dễ sợ. Nhìn mấy con này cứ sáo sáo, nhìn giống như thiếu ăn mấy bữa vậy, không được ăn mà nhìn nó ốm ốm đó, đó mà nhìn nó nguy hiểm đó chứ, cần phải đề phòng. Và đúng là như vậy, mỗi lần nó nổ cái mình thấy sợn cái da gà với mấy thằng này luôn, nổ phát bay sạch cái máu, tại nó đam vật lý mà. Cái thanh nó kiểu gì bạn dính nổ bạn cũng chết lẹ lắm, còn nó chịu được kiểu đạn thì bạn may ra thì nó chịu được, chứ đùng rồi đùng mấy phát kiểu như thế là nó lên dĩa liền. Ý là mình lên dĩa chứ phải nó lên dĩa nữa. Wow, đạp đi, đúng rồi mấy đứa, đạp mìn đi, xong có đứa nào đạp mìn nha. Tỷ năm mới có thằng một đàn thằng đạp mìn, trong khi mình build đồ để cho tụi nó đạp. Riết mà tụi không thèm đạp luôn. Build hồi nhanh để đạp mà rốt cuộc cũng như không. Ôi vậy. Trời gì mà không trúng. Hai phát luôn. Mình phi dao trong multi ảo lắm, nhưng mà vô cái đây chả hiểu sao mà phi dao hoài không trúng. Có lẽ không hợp tay lắm. Hay quá, nãy di chuyển nhanh quá, không kiểm soát được. Chứ nói chứ trong multi đó mấy hàng kia còn di chuyển ảo hơn, nhưng mà mình canh trước được, mình canh được, đánh còn dễ chứ mấy quái con này nó cứ xung quanh đó. Khoai cũng không ra khoai, củ chuối cũng không ra củ chuối. Nó bay luôn. Một đám mà cào liên tục mình cũng đâu chịu được đâu. Máu thì máu chịu được cái kia thôi. Sao mấy này chạy vòng ngoài? Mày á, mày chạy vòng ngoài luôn. Nó cứ báo trên cái minimap mà nó chạy vòng ngoài luôn. Lên em, lên. Không chưa, tao boss chưa ta? Chắc cũng gần tới rồi. Này. Càng lúc càng ảo lòi. Sao còn có đằng sau nữa vậy? Chứ mình chỉ sợ móc lớp thôi giống gì á. Ok, chúng ta tới chắc tới cái gì rồi nè. Ồ, còn nữa hả? Chứ mình ghép mấy con này ghê luôn á. Orc. Mình đánh iPhone rất là ghét những cái con Orc này, tại nó khá là mệt não, đánh khá là phiền. Crota, they're waking him. Summon nó chịu hồi con gì kìa. Wow, đây hồi máu rồi ta. Mình đứng ngay cái cục này luôn, ở đâu trời gì vậy? Biết có boss chuẩn bị lên chưa nữa. Nhìn xuống đây có bị không ta? Sao chạy lên đây rồi sao luôn hay vậy? Sao tôi biến mất à? Tụi nó chạy hồi nó trốn mất tiêu luôn. Nó bơi được hả? Có điều là mình build cái này, cái set này nó hồi ultimate skill hơi lâu. Cái máy này ra từ chỗ trốn không đâu hết. Bốn năm con. Trưởng từ từ thôi mấy má. Mấy má làm căng gì? Ôi bom bỏ đi. Giờ vị trí an toàn đây. Supercharge. Cuối cùng nó supercharge cho lại. Chúng ta nhường nó trong boss. À đây còn một bé ở đây nữa.
Còn em căng gì luôn sao? Ôi no 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 no, phải né thôi. Có đạn thôi, có đạn thôi. The soul of Crota, the crystal, destroy it. Nổ đi. Chamber of Night. Ocean Storm gì đi. Biết còn có boss hay gì nữa không ta? No, 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 no. Cái gì mà nó nổ phát mình mất sạch máu luôn vậy? Biết chắc là chắc xong nhiệm vụ ấy, nhưng mà không biết cái file gì tự đùng phát mất sạch máu, chắc nó biến hay nó nổ cái gì á. Cái cục này nó nổ nè. À đâu qua nó biến thành cái cục này nè. Rồi chúng ta phải đi giết giết Crota, và đây là một trong những cái shrine. Và có lẽ mình phải quay tại vì nó nằm trong cái phần cốt truyện luôn. Và mình phải quay chứ nó không có nằm như Rise of Iron, tại vì những cái shrine với cái raid nó không có liên quan tới cái cốt truyện hết. Bạn có thể hoàn thành cái cốt truyện trong phần trong phần kia luôn, cốt story luôn. Và chúng ta đi giết Omnigul, và đây là một trong những nó giống cái này này, cái mà bạn đang coi này, nó giống y hệt như cái Nightfall mà mình làm. Nightfall là tới level cao lắm nó mới đánh được, 390 luôn, 380 90 nữa. Và cái này nó, kiểu như Nightfall nó cũng làm giống y chang vậy thôi à, nhưng mà level cao thôi chứ cũng không khác gì mấy. Tại Nightfall nó là xuyên suốt cốt truyện, nó xuyên suốt là những cái campaign của cốt truyện ấy, nó chỉ chọn ra những cái mà chính á, là nó làm một cái shrine. Thì nó sẽ lấy những cái shrine cũ của những cái DLC trước đó nó làm, và nó lấy những cái shrine đó để nó làm cái Nightfall này, chỉ đơn giản là nó cấp cao hơn và để cho người ta chơi, cho người ta kiếm đồ level cao hơn. Và mấy thanh niên này level bao nhiêu vậy? 27, 28. Có level 40 vô quốc giùm cũng đỡ quá nha. Còn mấy con này mà vô quốc mấy cái mộ và xong. Thì kể tại cái shrine, với lại cái shrine bắt buộc bạn phải matchmaking, là lúc nào cũng phải có đồng đội đi chung mình chứ không thể nào đánh lẻ được. Kiểu muốn gì đó cái nhiệm vụ nó bắt mình phải vậy rồi, chứ không phải là chứ mình cái này mình đánh lẻ cũng được thôi, nhưng mà thấy nó sẽ tiện hơn nếu mà có người bắn phụ. Tại cái nhiệm vụ Omnigul này đánh cũng hơi khá là mệt. Ý là nếu mà cùng level của mình á, mình đánh mệt lắm. Cái con nó quánh hoài, nó không xin dây nữa. Có lẽ xong hết rồi đó. Nó chưa mở cái kia. Còn phải bắn tiếp nữa. Mà sao bắn nói cái gì giờ, nãy giờ cũng không ăn đam hay ta? À giờ mới bình thường trở lại nè. Một phát double kill luôn, hai đứa này được á, được á, duyệt. Nếu mà nó kêu với Onigun này đúng rồi, nó giống như cái Nightfall mấy bữa nay mình đang chơi rồi. Thì sau cái này mình sẽ quay từng cái Nightfall riêng, là nếu mà nào muốn coi, tại nó là những một trong những cái hay nhất của game, và nó là những cái shrine với raid giống như cuộc đi càng quét vậy, là nó sẽ không liên quan tới cốt truyện cả, và nó còn cái cơ chế quá lộn riêng, và một cái hướng đi dài riêng, một cái cốt truyện ngắn riêng, đánh cũng khá là hay. Nhất là Ray, một trong những cái Ray hay nhất hiện nay là có Wrath of the Machine của Rise of Iron. Nhưng mà cái điều cái nó mạnh khó lắm, mình phải nói là rất là khó. Cỡ mình mà max cấp là 4, phải cái đó phải đi đủ 6 người cùng cấp với bạn, 40 nha, 40 hết luôn, mà chắc đồ cũng phải cao lắm thì đánh mới phải. Và cái đến cái giai đoạn cuối là cũng phải hiểu ý nhau lắm thì mới qua được cái đó. Thật ra là mình cũng chỉ mới qua được cái đó cũng khoảng được có 1-2 lần vậy thôi. Tại cái đó khá là khó. Khó như mà mình từng gặp luôn á. Ủa cái này mở rồi mà. Lên luôn, sợ gì. Cần gì phải đánh nữa đúng không? Tiết kiệm đạn. Eliminate the Fallen. Lấy nữa có con tàu bay ngang nữa. Mà mình nghĩ là cái do cái Nightfall nó khó thôi chứ chắc giờ đâu cũng không có cái này đâu.
một vài cái nấy đạn bắn rác nha mấy bộ. Chỗ này cấm spawn nhé, là nếu có chết là bạn chỉ có thể là đợi đồng đội revive thôi chứ không có spawn được nữa. River of Captain, River Captain chạy đâu bé, chạy đâu. Công nhận level 40 có khác ha. Ôi mấy con này dễ, dễ vỡ đáy luôn. Cái điều nó hơi đông thôi. Giờ này mình không có dùng cái con Blade Dancer lắm, tại vì nó phải đánh buộc phải đánh gần. Cho nên nếu chúng ta muốn kết liễu boss từ xa là chúng ta buộc phải chơi cái gun Singer, nó đóng máu một phát từ xa luôn. Giờ nó mới thả xuống hả? Kinh vậy. Nó còn có sniper nữa chứ. Tụi này nó bắn cũng rác lắm nha. Tính ra đạn cũng còn nhiều phết đấy chứ. Ultimate skill à. Cái thuật kia class khác rồi, Warlock hay gì á, nó có khả năng chịu một phát gì đó. Mình đang tính cày lại một con khác, Warlock hay gì đó để cày kiểu như là cái game này nó hay là nhờ nó cái nhờ có level 40 boost gì á, một cái boost bạn ăn vô cái. Nhưng mà thì mình thấy những cái nếu mà bạn đã có một cái nhân vật đã có cái kia rồi thì bạn cho cái con còn lại cũng nên thẳng lên thẳng level 40 luôn chứ đỡ phải cày, chứ làm cái này nó hơi lâu. Kiểu như bạn muốn cày thêm một con khác nhưng mà cái con khác thì nó là phải cày lại từ đầu nữa, mệt lắm. Mình nhớ là đi Nightfall nó đâu có đông như vậy đâu trời. Cái gì mà đông dữ vậy trời. Rồi cái nó dễ hơn cái kia nhiều. Cái kia bắn mệt não lắm. Chưa chết nữa bộ. Fire Omnigul. Hello. Yo, let's go man. Xong, easy vừa lờ. Đi tiếp mà giống như mình đang carry hai đứa này vậy mà. Nhánh tìm, đánh tìm hơn là mình đang làm nhiệm vụ cái tiện đùng tìm được hai đứa này. Cái quay chung luôn, được lên TV luôn. Lát là mình phải deray để deray cái Crota End nữa. Sự kết thúc của Crota, chúng ta phải giết con boss cuối cùng là Crota. Và để muốn tiếp cận thì chúng ta phải đi giết con tướng của Crota. Kiểu cánh tay phải á. Là con Omnigul đây. Cái này chúng ta không cần phải đánh, chúng ta chỉ cần phi thẳng xuống những chỗ này thôi. Tại đây có một con boss mini dưới này nữa nè. Tại mình đánh cái Nightfall này khá là nhiều và mình nhớ riết mà mình chơi mình nhớ luôn. Nhưng mà cái này có vẻ khác bên so với Nightfall nhiều. Nightfall có một con quái vàng nữa ngay chỗ này. Và cái này đi cũng nhanh thôi. Nếu mà này cấp thấp nữa, mình bắn lẹ giùm tụi nó được. Cho nên không có dây dưa lâu. Như bắn ngay đây nè. Thả một con ghost ngay đây nè. Như phải hàng trưởng nhóm thả mới được. Phải bấm ngay đây mà mình thả qua không được ta. Đây. Thằng kia bị lắc hay sao á. Yuki LL27094. Quay đây, đợi nó mở cái cửa lên đã. Nếu mà cấp cỡ 27 mà muốn lên nhiệm vụ lên cấp nhanh á thì nên đánh Omnigul nè. Nhưng mà ngay chỗ này thì bạn không đánh nó được. Nó sẽ thả nguyên một bầy luôn nè. Lấy nó phải vô cái khu vực của nó thì mới đánh nó được.
Đó, mới nói cái ông đi cứ chạy luôn rồi. Cái này giống y chang na phone luôn. Ủa sao giờ nó ăn đam rất ít vậy? Lấy có một con ort ra nữa. Đây 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 đây, mấy thanh niên này đây. Bắn gì kinh thế nhỉ? Mày này nó phát nổ hoài luôn á ba. Khá là phiền. Này thì nổ rồi. Ông Nigun thì bạn chưa thể giết nó được đâu, lát nữa nó kéo bạn vô cái phòng kia cũng chuẩn bị tới rồi. Là bạn sẽ bắt đầu giết được nó. Chứ bắn ngày này nó cũng hơi... cũng... phí đạn lắm. Wow. Ôi nhưng mà ít nhất là mình đang cần đạn để bắn à. Mình bắn nhiều quá. Nhắm mình bắn không à? Cái là mình gây đam nhiều nhất, cái nó nhắm, thường là nhắm người gây đam là nhiều nhất á, bắn. Dù gì cũng gần xong rồi. Ôi hết cơ hội. Chúng ta cần đạn, gần đạn. Đó, giờ chúng ta vô đây là chúng ta vô chỗ của Omnigun nè. Đi tới chỗ này chúng ta thấy có con Omnigun, nó sẽ đứng ngay giữa ở đây. Đây đây, vừa mới nói luôn. Hay là chỗ bò. Có Nai nữa. Ý. Má mờ, chỉ sợ mà hết đạn, bắn nó hồi hết đạn thôi. Rác quá, rác quá, rác quá. Sao con này máu nó cũng trâu ngang ngửa cái iPhone. Cái này phải có nhiều thằng bắn thì may ra. Ủa nó hồ máu trắng hoài luôn ta. Rồi nó tới có một cái shield bạn muốn đánh chết nó mà phải hết cái thanh máu vàng mà. Nó có một cái shield đỡ cho nó hoài luôn. Nhìn thấy lạ cho đó. Cứ một tí không bắn là cái nó hồi máu trắng hoài luôn. Có rocket rồi. Quất đi mấy đứa. Ê, má nó né. Trời ơi. Có hai viên đạn mà nó cũng né được nữa trời. Con này nó mình chỉ phiền ở chỗ là nó né giỏi vừa cờ lờ luôn á. Ôi trời ơi, nó né dao luôn, không ngờ. Có đạn dược gì không? Mình đang cần tiếp đạn. Không đạn không gì luôn. Ôi, cái gì bắn vậy? Hết đạn rồi, không có con nào rớt đạn luôn. Mình đang cần con nào đó rớt đạn ra cái. Bắn rác quá. Bắn iPhone là bạn không có đứng ngay chỗ kia đang đứng được đâu. Là buộc kiểu gì? Ui, phát hồn lên trên. No. Để cầm này lên quất con Omnigun cái này. Đứng yên mày. Không, nó công nhận. Con này nó khoái né dễ sợ luôn. Supercharge, đã có supercharge trở lại. Ôi vãi thật luôn. Chúng ta đang rất là cần đạn đạn kia. Nhưng khi đang cần phải đánh mấy con này là lại không có đạn này mới đâu chứ. Thường là ngay bạn đánh iPhone là bạn sẽ không được chạy ra đây. Nhưng mà nó sẽ hồi đạn rất là nhiều. Chứ bây như thế này không thèm hồi đạn, không thèm hồi gì luôn. Anh kia này hơi phê đó. Và nó hình như nó vẫn đi theo khúc chị cho nên nó khá là thoải mái hơn.
Ôi. Sao tứ phía hết vậy? No. Cái gì mà nó chưởng hoài luôn. Rác thì công nhận mấy thằng kia chịu được cũng hay. Có tố chất, có tố chất. Ừ, vậy. Wow. Càng đét. Bắn cái này mỏi tay quá ta. Mà cái này chỉ là mới là tướng thôi á, chứ không phải là Crota nữa, Crota quánh còn mệt hơn. Cái quái gì mà nó bắn gì ghê vậy? Nó bắn còn ghê hơn cái iPhone nữa. Trong khi iPhone là khó hơn bài không thì chạy ra khúc này luôn á. Mình chỉ đứng ở đó hoài luôn, đứng từ đầu tới cuối luôn á, mà nó còn vậy á. Cái này mới đúng nghĩa iPhone nữa. Theo mình kinh nghiệm mình nhận thấy là nó còn ghê hơn cái iPhone nữa. Không thèm hồi đạn luôn. Thế mà đỉnh. Mở ra nó còn cho mình chạy ra ngoài được. Sao đông quá vậy? Tức là nó bên iPhone là nó sẽ mấy con này nó sẽ ra theo đợt. Còn bình thường là bạn chỉ bắn con Omnigun thôi. Đúng không? Tower. But you, Guardian, have given them something new to fear. Never had a doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't ballin' yet. Hoes wanna holler, oh no, I don't call them back. Girl, let me see you hold it down, we gon' have a blast. Cause I just wanna know what you gonna do with all of that. Ain't gotta say a word.